Ngày 20 tháng 12 vừa qua, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Quốc tế. Đến với ngày hội năm nay, khách mời có dịp tham quan, thưởng lãm văn hóa ẩm thực của các quốc gia trên thế giới như Việt Nam, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ. Trong đó, những món ăn của sinh viên Trung Quốc và Mông Cổ đã thu hút được nhiều sự quan tâm bởi sức mới mẻ và hấp dẫn. Tại ngày hội, khách mời còn được tận mắt chứng kiến nhiều tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, như phần nhảy Marabenta của sinh viên đến từ Mozambique, màn kết hợp của gia đình Michael, vở chèo Quan Âm Thị Kính của sinh viên Việt Nam. Kết thúc chương trình là dàn đồng ca nối vòng tay lớn với sự góp mặt của các sinh viên đến từ hơn 10 nước trên thế giới.